Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Bournemouth và câu lạc bộ Tottenham. Đây là trận đấu thuộc vòng 3 giải Ngoại hạng Anh và sẽ được diễn ra vào lúc 18:30 ngày 26 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra thì các cầu thủ Tottenham trận đấu này sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Bournemouth với mức kèo là 0,5. Mức kèo cũng có thể tăng 0,75 và hạ xuống còn 0,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên và ngoài ra thì sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm. Đặc biệt là cái trang này nó có giao diện rất là dễ sử dụng. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu rồi nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Bournemouth và Tottenham. Bournemouth thắng 2, hòa 1 và thua 2 trước Tottenham. 5 trận thi đấu gần nhất của Bournemouth. Bournemouth cũng thắng 2, hòa 1 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Tottenham thì Tot thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Tottenham chấp 0,5 hoặc là 0,75 nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này Tottenham phải đi làm khách, tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Bournemouth thì mình thấy là Tottenham đang được đánh giá là từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn đội chủ nhà Bournemouth một bậc. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu á, thì mặc dù là cái thành tích đối đầu ở 5 lần gặp nhau gần đây thì hai đội có thành tích cũng đang cân bằng với nhau, nhưng mà phong độ ở 5 lượt trận gần nhất của Tot thì vẫn đang tốt hơn Bournemouth rất là nhiều. Những chuyến làm khách trên sân của Bournemouth gần đây thì mình thấy là Tot họ thường có kết quả rất là tốt. Và trận đấu này Tot tiếp tục có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất cộng với phong độ ổn định và hiệu suất ghi bàn tốt, thì mình dự đoán là với mức kèo này Tot họ sẽ vượt qua được. Chỉ cần thắng cách biệt một bàn thôi thì chúng ta chọn cửa Tot, chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Tottenham chấp 0,5 nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội đa phần mình thấy nó cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên là nhiều. Và thời gian đây phong độ của hai đội cũng ổn và hiệu suất ghi bàn ổn định, thì mình nghĩ trận cầu này tiếp tục sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán sẽ là 2-1 hoặc 3-1 nghiêng về cho Tottenham hoặc là 3-2. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1,25. Vì đó hiệp 1 với thực lực nhỉnh hơn, phong độ tốt hơn thì Tot họ sẽ có 1 hoặc 2 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Tottenham chấp nha, hoặc an toàn hơn, bạc hơi thấp, lựa mức kèo đồng, canh tài họ còn một trái thì vào. Tới vài trận đấu chốt kèo là chọn Tottenham và tài. Ở hiệp 1 cũng chọn Tottenham, ưu tiên lựa mức kèo đồng hiệp 1 và canh tài còn từ một trái trở xuống thì vào. Chúc anh em may mắn.